Xin chào các bạn nhá. Mình test một cái cặp loa toàn giải. Đây đúng là chuẩn một cái loa toàn giải đúng nghĩa luôn anh em nhá. Đấy. Loa rất là nặng, chất và tiếng thì bây giờ mình sẽ test âm thanh trước nhá. Sau đó mình quay hình thức của cặp này luôn và mình sẽ có báo giá ở cuối video. Đấy. Cặp này thì đề can nó một số chỗ nó bị xước sát nhẹ nhẹ một tí thôi. Đấy, anh em về có thể tháo loa ra và mình ra cái quầy tiệm mình dán lại đề can, cứ để này chơi cũng không sao cả. Nói chung chỉ xước nhẹ nhẹ một tí tí thôi. Đấy, còn loa thì tiếng rất là chất luôn. Bây giờ thì mình sẽ test âm thanh các bác nhé. Cảm ơn các bác lắng nghe. Rồi. Loa toàn giải nghe nhạc rất là hay luôn. Đúng nghĩa toàn giải các bác nhé. Ok các bác nhá. Đây là cái càng nó này. Đây có chút xíu xuất nhẹ đây. Đấy, của Panasonic. Rồi, cái càng. Đây loa này các bác nhá. Rồi, em được quay loa. Đấy, một tí tí xuất ở chỗ này này. Đấy, các bác ơi, có chấm một tí sơn trắng vào cũng được. Các anh em mà cầu kỳ thì mang dán lại. Công suất là 100W một cặp. 100W một cặp nhá. Trở kháng là 6 ohm. Loa chuẩn luôn các bác nhé. Chuẩn xịn luôn đấy. Tiếng hay luôn đấy. Đây, một tí xích xi ở đây. Các bác về có thể mình dán lại hoặc cứ để thế mình chơi cũng được. Tùy cái này tùy mỗi người. Tùy anh em. Rồi ok. Bữa trước em có test với cái một em ly đồng dàn nó thì không hay. Hôm nay em test một em ly khác thì rất là hay. Anh em đẩy tiếng check cao lên tí, hạ tiếng bass một chút xíu thì nghe toàn giải nhạc trữ tình cực kỳ hay luôn. Check rất cao. Đúng chuẩn loa toàn giải đúng nghĩa luôn các bác nhé. Em đang ghép với con loa âm ly cỏ của OnQ, âm ly V3. Đấy. Tiếng hay luôn, tiếng bass có bass, tiếng check rất cao. Tất nhiên bass ở toàn giải nó ở mức độ vừa phải thôi. Duyên đã xanh tình. Chuyện lứa đôi. Em đo qua kích thước nhá, để cho bác nào cần kích thước thì đo qua luôn. Rộng là 12, sâu là 22, cao là 16,5, 16,4, 16,5. Đấy. Loa bát thì em đo hết đường lỗ chéo bát ốc là bát 9. Bát 9 anh em nhá. Bát 9,5. 9,5. Bác nào chốt cặp này thì báo em nhé. Cặp này em để cho các bác giá 600.000, bao ship cho các bác. Rồi ok, không nó bởi vì nó không đẹp lắm. Nếu đẹp con này chắc là bán khoảng 700-800. Đấy, nó hơi bị kém tí như em vừa quay như hình thức nhé. Đấy, tiếng nhỉ, ok hay luôn, 600.000. Bác nào chốt thì nhắn tin cho em nhé, Zalo 0975 575 262. Rồi xin chào các bác và anh em. Anh chú ý tất cả các đơn hàng bao ship các bác chuyển khoản đủ luôn. Còn anh em chuyển cọc thì cọc trước cho em là 200.000.
Thôi cặp này chuyển cọc 150 cũng được, ưu tiên các bác. Đấy, chuyển cọc nói luôn, không bao phí ship. Đấy, chuyển đủ bao ship luôn, 600k. Rồi, xin chào các bác.